mình sẽ đi về phải, mình bắt một vòng ra ngoài lớn đường lộ, đi qua cống, xuyên nhau nhà người ta, nhảy xuống sông, sau đó mới về lại công viên và về nhà mình. Nhà mình sẽ có bao nhiêu địa điểm? Khoảng 3 địa điểm, 3 điểm chính. 3 điểm điểm chính đó tên gì? Ngoài đường, cống cống, chia lại công viên. Hello các bạn. Hôm nay chúng ta có một vị khách, đó là bạn Tân nè. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục làm một photoshoot. Lần này là khác với mọi lần là mình chọn địa điểm, mình mới cấp chọn được một trang phục. Thì lần này bạn Tân đã chọn được địa điểm rồi. Đó là nhà bạn Tân. Là nhà bạn Tân. Đây là chúng ta sẽ xem là như thế nào nha. Một đồng chí nhiệm mà nếu mà nó xong. Mình vừa thay đồ và mua đậu cụ xong. Giờ tụi mình sẽ chuẩn bị đi thân. Hiện tại thì mình đang ở nhà chuẩn bị chỉnh sửa những cái ảnh của anh Tân chụp để hai anh em so tài. Các bạn thấy thích cái nào hơn thì các bạn nhớ comment ở dưới cho tụi mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.